Sáng nay chúng ta học 4 tiết và cố gắng để kết thúc luôn để cho quý vị có thời gian là ôn thi. Và sáng nay mình sẽ tiếp tục là phân tích những cái phẩm cuối. Mình sẽ phân tích là lướt qua chứ không có thời gian. Nhưng mà mình nắm được cái ý chính của những cái phẩm cuối là những cái phẩm nó liên hệ đến Bồ Tát. Và chúng ta coi từ trong Kinh Pháp Hoa mô tả cái hành trạng của các cái vị Bồ Tát đó, nó mang một cái ý nghĩa gì. Liên hệ đến Bồ Tát thì lần trước chúng ta đã phân tích cái phẩm 15 tùng địa giọng xuất rồi. Rồi cái phẩm gì kế tiếp nè? Phẩm nào? Phẩm gì? Thường bất khinh Bồ Tát. Chúng ta phân tích xong chưa? Thì cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát là trong đó có cái vấn đề là đốt tay, là đốt thân và đốt tay. Thì chúng ta phải ghi là cái ý nghĩa của cái phẩm này để nhằm phá sự chấp ngã. Mà quý vị phải ghi mấy cái này nghe, để mà khi làm bài á là mình biết. Trong cái phẩm mà thường bất kinh Bồ Tát đây á, thì cái ý chính của cái phẩm này á là để nhằm phá ngã. Đốt thân ở đây là chúng ta là không nên hiểu theo cái nghĩa đen mà phải hiểu theo cái nghĩa bóng, đó là phá ngã. Rồi chúng ta tiếp tục cái phẩm 20 thường bất khinh Bồ Tát. Thì trong cái phẩm này cái ý chính của nó là để nhằm phá ngã. Khi nói rằng là cái vị này Bồ Tát về này đốt thân và được sinh về cái cõi Phật, để ý nói rằng là cái mà phá ngã thì sẽ được là chứng quả. Về cõi Phật là tất nhiên là chứng quả, chứng ngộ. Cho nên cái ý chính của cái quả này, của cái phẩm này là nhằm là phá ngã. Và đốt tay là phá cái sự là chấp thủ. Và chúng ta biết rằng là cái là chấp thủ là vào cái thân. Chấp thủ là nói chung, là cái ý của cái đoạn này, là ý của cái phẩm này là phá ngã. Và rồi khi chúng ta phân tích ra những cái phẩm kế tiếp về những cái vị Bồ Tát á, thì cái phẩm này phá ngã, phá cái thân. Và đây chúng ta thấy ý của cái bộ Kinh Pháp Hoa này về cái phẩm này là nhằm phá sắc quẩn. Đó, đoạn trừ là sắc quẩn. Sắc quẩn là nó liên hệ đến cái thân. Chúng ta biết rằng là Phật giáo nói chung là phá là tinh thần của Phật giáo là tinh thần là vô ngã, không chấp nhận là có cái tôi. Và cái tôi là chúng ta biết rằng là phá ngã là từ nguyên thủy Đức Phật đã dùng một cái khái niệm gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Khi mà Đức Phật là dùng cái khái niệm này để mà đả phá đi cái quan niệm chấp ngã sai lầm. Cho nên rằng là chúng ta thấy là nguyên thủy cũng dùng ngũ uẩn để phá ngã, và Đại Thừa đây cũng dùng ngũ uẩn để là phá ngã. Chúng ta biết rằng là cái là mà phá ngã đây là một cái khái niệm rất là quan trọng của Phật giáo. Và trong Kinh Pháp Hoa đây nhá, chúng ta thấy rằng những cái câu chuyện đều ẩn những cái ý là quan trọng của tư tưởng là Phật giáo. Thì trong cái phẩm thường bất kinh Bồ Tát này là đốt thân, đốt tay rồi được sinh về cảnh giới Phật, là ý
rằng đây chính là phá ngã. Mà phá ngã đây cũng có nghĩa rằng là phá cái sắc quần. Đó, còn đây là cái ý là quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phẩm là kế tiếp. À, quý vị đọc cái này rồi chúng ta phân tích. Cái phẩm dược trang á. À, dược gì? Dược Vương Bồ Tát Bột Sử phẩm 23 ấy. Rồi vị nào đọc cái phẩm này rồi chúng ta phân tích coi được cái ý của cái phẩm này là nói cái gì. À, vị nào đọc coi, vị nào giọng hay. À, em có chừng giây nha. À, bây giờ chúng ta lắng nghe nha, lắng nghe cái phẩm 23 này. Dược Vương Bồ Tát Bụng Sự phẩm 23. Phẩm 23 Dược Vương Bồ Tát phải không? À, à, bấy giờ Tú Dương Hoa Bồ Tát bạch Phật dạy nói hạnh của Bồ Tát Dược Dương. Phật nói thọ trước có Phật Nhật Nguyệt Tình Minh Đức ra đời, có đông đệ tử Bồ Tát Thanh Văn, quốc độ Ngài trang nghiêm đẹp quý, có nhiều cây báo là nơi ngồi thiền của các đệ tử. Bấy giờ Đức Phật đó thuyết kinh Pháp Hoa cho đại chúng, trong chúng có Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ưa, tu khổ hạnh, tinh tấn kinh hành và được thiện nhất thiết sắc thân tam muội. Ngài rất vui mừng vì mà Bồ Tát gì? Dạ, nhất thiết sắc thân tam muội. À, mà Bồ Tát có cái tên này hả? Dạ, Bồ Tát nhất thiết. À, Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. À, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Rồi sao nữa? À, ưa tu khổ hạnh. À, tinh tấn kinh hành và được thiện nhất thiết sắc thân tam muội. Ngài rất vui mừng. Có cần cần. À, ngồi thiền và chứng được gì? Nhất thiết sắc thân tam muội. À, thiền chứng được nhất thiết sắc thân và tam muội. Rồi tiếp đi. Ngài rất vui mừng vì được định này là nhờ nghe kinh Pháp Hoa. À, nghe kinh này, được định này là nhờ nghe kinh Pháp Hoa. Rồi, tiếp. Và Ngài phát tâm cúng dường Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, rồi. Và kinh Pháp Hoa bằng cách nhập định. Nhập định, rồi, sao nữa? Dưới những hoa hương quý. Rồi. Nhưng chưa mãn nguyện, Ngài lại ướp hương vào thân, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt. Từ đốt thân. À, từ đốt thân. Rồi. Khi ấy Đức Phật mười phương khen đấy là chân thiệt tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. À, chân pháp cúng dường Như Lai. Rồi. Các hương hoa quý cúng dường hay quốc thần thê tự bố thí cũng chẳng bằng. Rồi, đợi. Cúng dường là quốc thần thê tử. Rồi tiếp. À, sau khi đốt thân cúng dường xong thì Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến lại sanh trong nước của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. À, rồi coi. À, rồi tiếp. Được Đức Phật này giao phó Phật pháp đệ tử của cải. À, đêm đó Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nhập Niết Bàn và Xá Lợi được thờ trong 84.000 tháp. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến lại đốt hai ngón tay cúng dường Xá Lợi Phật. Sau khi đốt tay, Bồ Tát thề rằng: tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sức vàng của Phật, nếu thì không đói không dối thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục. Khi ấy cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điều gian động, trời dưới hoa báo. Bồ Tát chúng sanh hỷ kiến nay chính là Dược Dương Bồ Tát. Đức Phật nói với Tú Dương Hoa Bồ Tát, muốn được đạo vô thượng chánh đẳng giác, có thể đốt một ngón tay, một ngón chân,
để cúng dường Pháp Phật hơn là đem quốc thành thê tử Tam Thiên Đại Thiên mà cúng dường. Nếu có người đem bãi báo đầy cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Phật, thì công đức người đó chẳng bằng người thọ trì một bài kệ bốn câu của Kinh Tát Hoa. Còn cái đoạn cuối á, nếu có người đem bãi báo đầy cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Phật, thì công đức người đó chẳng bằng người thọ trì một bài kệ bốn câu của Kinh Pháp Hoa. Là cũng như là cúng dường bãi báo Tam Thiên, rồi cô đọc là tiếp coi, chúng ta sẽ là nọc chứng của nguyên cả cái phẩm này luôn. Vậy con đọc hết luôn hả bà thầy? Mà đọc hết luôn. Sợ gì nói dừng là để ghi mấy cái ý, rồi để xíu nữa là phân tích, rồi có đọc tiếp. Dạ. Đức Phật nói với Tú Dương Hoa rằng, trong các kinh thì Pháp Hoa, sâu lớn, biển, cao nhất, núi, sáng nhất, trăng hơn sao, phá tối tâm, mặt trời, tôn kính nhất, chuyển luân dương, vua các kinh, Phật đối với các Pháp, Đế Thích đối với Tam Thập Tam Thiên, cha của tất cả hiền thánh, Đại Phạm Thiên Dương. Tú Dương Hoa, kinh này có thể cứu vớt tất cả chúng sanh ra khỏi khổ ách, sanh tử, làm thỏa mãn mọi mong cầu của chúng. Người thọ trì Kinh Pháp Hoa thì trí tuệ Phật cũng không thấy hết được công đức của Kinh Pháp Hoa. Tú Dương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Dương Bồ Tát bổn sự này cũng được vô lượng công đức. Người nữ nghe họ trì phẩm này thì sau khi dứt báo thân đàn bà thì không còn thọ lại nữa, không còn bị khổ bởi tham sân si mạng, được vô sinh pháp nhận, nhãn căn thanh tịnh, thấy 720.000 ức na do tha các đức Phật. Bấy giờ đức Phật đồng nói khen rằng, Tú Dương Hoa, nay có thể thọ trì độc tùng vì người khác nói Kinh Pháp Hoa thì công đức vô lượng, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được, được 100.000 đức Phật bảo vệ. Ai nghe phẩm Dược Dương Bồ Tát bổn sự này mà tùy hỷ khen ngợi thì hiện tại miệng thân được hương thơm. Tú Dương Hoa, phải lưu bố phẩm này, giữ gìn Kinh Pháp Hoa, vì kinh này là hương dược của người bệnh, khiến bệnh tiêu tan, không già chết. Người thọ trì kinh này sẽ ngồi đào tràng, độ chúng sinh ra khỏi sinh tử, và mọi người nên cúng dường. Lúc Đức Phật nói phẩm này có 84.000 Bồ Tát được phép giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Dạ hết rồi bạch thầy. Và giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn. Ngữ ngôn Đà La Ni. Rồi, đó là chúng ta vừa nghe qua tóm lược những cái phần được mô tả trong cái phẩm này. Phẩm 23 này có cái tựa đề là Dược Vương. Dược Vương Bồ là Bồ Tát. Dược Vương là vua của loài thuốc. Và đây chúng ta biết rằng là vua của loài thuốc là ý nói rằng là cái bài thuốc này á, là nó chữa được tất cả là mọi bệnh. Dược Vương mà vua, vua của thuốc. Tất nhiên là ý nói rằng là chữa được tất cả là bệnh tật. Và cái bệnh tật ở đây chúng ta có thể để trong cái mặt đơn đó là tâm bệnh. Là tâm bệnh. Nó cũng có thân bệnh nữa nhưng mà chủ yếu là tâm bệnh. Và mình sẽ coi này. Đó, đây là cái quan điểm của Kinh Pháp Hoa. Thì khi mà chữa được tâm bệnh, một cái loại thuốc mà chữa được là cơ bản là cái tâm bệnh, thì trong này cái ý của cái phẩm này á là cái gì mà nó chữa được ghê gớm thế. Bây giờ chúng ta có thể là mình ghi cái này trong cái Phật giáo trong kinh tạng là Pali, mình có thể là ghi cái này để thấy thế nào là tâm bệnh và thân bệnh. Trong kinh tạng Pali thì có ghi chép như vậy. Có một người, một hôm Đức Phật Thích
ca có nói là như vậy. Nếu như có một người nào đến nói với ta rằng tôi từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt chưa bị một cái thân bệnh nào, chẳng hạn như là đau bụng rồi là đau tim, đau phổi vân vân, thì ta có thể tin. Nhưng nếu có một người nói với ta rằng tôi trong một giây phút mà không bị tâm bệnh, không bị tâm bệnh đây chẳng hạn như là buồn, giận hờn, ganh ghét vân vân, thì ta không, tin. Thì cái câu nói này là Đức Phật muốn ám chỉ rằng cái con người mình là cái tâm bệnh là nó nặng nề lắm. Tâm bệnh là nó, mà nó hành hạ, nó làm khổ là chúng sinh, là từng giây, là từng phút. Khi mà nói cái câu này là để chúng ta thấy rằng Phật giáo rất là quan tâm đến vấn đề là tâm bệnh. Rất quan tâm. Tại vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà Đức Phật đưa ra cái quán ngũ uẩn á, là quý vị thấy liên quan đến cái thân là sắc uẩn, còn liên quan đến cái tâm là gì? Thọ, tưởng, hành, thức. Đó. Chia ra tới là bốn phần là như vậy. Để làm cho chúng sinh là thấy rõ vấn đề hơn. Chứ mà chúng ta biết rằng là con người hiện đại là phân chia con người làm hai phần, thể xác và tinh thần. Nhưng mà Đức Phật chúng ta từ ngàn xưa, vì Ngài thấy cái tinh thần rất là quan trọng, và Ngài chia ra làm bốn phần để cho người ta thấy rõ vấn đề. Là cái tâm của con người, cái cảm xúc nó cũng thuộc là cái tâm. Rồi cái tường là nó cũng thuộc là cái tâm. Cái suy nghĩ tác động, tác ý là nó thuộc cái tâm. Và cái thức là cái biết, nó là thuộc cái tâm. Chia ra để cho chúng sinh thấy là cái tâm nó có nhiều phần là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy cái trong cái phẩm này là vua của loài thuốc. Cái gì mà nó vua của loài thuốc, cái gì mà nó làm cho chữa được là tâm bệnh. Đây, chúng ta phải là đánh cái dấu hỏi. Cái gì mà chữa được tâm bệnh? Vua của loài thuốc bằng chúng ta sẽ đặt câu hỏi, cái gì mà chữa được hoàn toàn là tâm bệnh? Cái gì mà chữa được hoàn toàn là tâm bệnh? Thì trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là cái nhân vật Tú Vương Hoa. Tú Vương Hoa là gì? Tú là đẹp. Tú Vương Hoa là vua của cái đẹp. Tú Vương Hoa là vua của cái đẹp. Là ý nói rằng là cái nhân vật này cái nhân vật này là nó gợi cho độc giả thấy rằng cái này là đẹp lắm. Và cái này là mở đầu là chúng ta thấy rằng là nó có một cái nhân vật này, nó làm cho cái độc giả là cảm thấy một cái gì mà đẹp. Vua của các cái loài là hoa đẹp. Rồi chúng ta thấy bên này là Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Tịnh là thanh tịnh, Minh là sáng, Đức là cái là đức hạnh. Tịnh Minh Đức là chỉ cho cái Đức Phật mà nó có cái danh hiệu này là chỉ cho cái người mà nó có giới giới đức, tuệ đức sáng chói. Và chúng ta biết rồi, giới định tuệ thì sẽ đưa đến giải thoát đi, sẽ đưa đến là giải thoát. Mà giải thoát đây là chỉ cho là cái đích đến,
Và trong kinh Pháp Hoa dùng cái hình tượng mặt trăng mặt trời để chỉ cho cái sáng chói. Đó, chỉ cho cái là trí tuệ ha. Và tịnh minh đức là chúng ta thấy đó, đây là chỉ cho cái là cái công năng là tu hành là sáng chói. Rồi ở trong này những nhân vật kế tiếp, nhân vật chính này, ở đây chúng ta thấy cái nhân vật chính là nhất thiết chúng sinh là hiện kiến. Cái tên gì mà dài thế? Nhưng mà chúng ta biết rằng là kinh Pháp Hoa là đều có dùng ý hết á. Trong này là để nói lên một cái nhân vật mà ai nhìn là cũng là yêu mến. Một cái nhân vật mà đi đâu cũng được là mọi người là thương mến. Quý vị thấy đây không phải là chuyện dễ. Đấy không? Quý vị thấy trong cái cuộc đời này á, là người ta hay dèm pha lắm. Dèm pha, thị phi, đẹp là cũng nói, xấu là cũng nói. Và chúng ta thấy rằng là cái này là nó có mặt khắp mọi nơi. Chừng nào mà vô minh còn là vấn đề thị phi hơn thua là nó cứ vẫn là đeo bám con người. Chúng ta thấy rằng là cái này là không có là chừa bất kỳ ai. Cái vấn đề mà thị phi á là không chừa ai. Không tu hành hay tu hành là cùng thế. Ngoại trừ tu hành là tới nơi là tới chốn. Còn chưa tới nơi tới chốn là vẫn còn dèm pha, là vẫn còn là thị phi. Cho nên là chúng ta thấy ở đây là nói nhất thiết chúng sinh thiệt kiến là một cái nhân vật mà ai nhìn là cùng mến. Đấy nè, mấy cái này đều có dùng ý hết á. Vì sao ai nhìn là cùng mến? Thì chúng ta coi cái hoạt động hành sự của cái vị này. Thì cái vị này là hành thiền được cái là nhất thiết sắc thân tam muội. Nhất thiết là sắc thân, nhất thiết là tất cả. Sắc thân là chỉ cho cái là thân xác, chỉ cho cái là thân xác. Tam muội là thiền định. Tam muội này là nó phát xuất từ chữ samadhi. Samadhi là định. Được cái định mà tất cả sắc thân là chỉ cho cái thân thể, nhất thiết là tất cả. Vị này, cái vị Bồ Tát này có được cái thiền định này. Thiền định là tất cả, tất cả là sắc thân. Sắc thân đây là chỉ cho tất cả những cái thành phần là của, còn của thân. Một cái định mà thấy rõ được tất cả những thành phần của, còn của thân. Thì giờ chúng ta nên mở cái mặt đơn ra này, liên hệ đến cái đề mục thiền quán thứ ba trong thiền, trong cái là quán thân tinh thân của tứ niệm xứ. Mở ngoặc đơn ra nhé, liên hệ đến đề mục thứ ba quán thân tinh thân của thiền tứ niệm xứ. Thì quý vị biết rằng là quán thân tinh thân của tứ niệm xứ là gồm có bốn đề mục nhé. Thứ nhất là thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài, tôi rõ biết tôi thở ra dài. Đề mục thứ hai là thở vô ngắn, tôi rõ biết thở vô ngắn, thở ra ngắn, tôi rõ biết tôi thở ra ngắn. Đề mục thứ ba này, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Đó. Quý vị thấy cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Đề mục thứ tư này, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở
thở ra. Thì quý vị thấy cái này á, là nói đây là một cái cách nói khác của cái quán đề mục thứ ba. Trong kinh tạng Pali thì Đức Phật dạy quán thân tinh thần, trong đó có đề mục thứ ba là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở, là thở vào là thở ra. Cảm giác toàn thân là sao? Là mình phải, trong khi mà mình để hơi thở vào ra như vậy, là mình sống với cái ý nghĩa rằng cái gọi là cái thân này là một cái sự tập hợp của toàn bộ những thành phần là cộng của nó, như là mắt, tai, rồi đến là mũi, lưỡi, rồi đến da, thịt, xương, máu, gan, thận, vân vân. Đó, cảm giác toàn thân mà. Còn quý vị thấy không? Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Là trong khi thở vào, thở ra như vậy là mình tác ý, mình quán tưởng rằng là cái gọi là cái thân này, nó là thật sự do nhiều yếu tố tạo nên. Đó, do nhiều yếu tố nó tạo nên. Cảm giác toàn là toàn thân. Toàn thân là tất cả. Tất cả những cái thành phần nó cấu tạo nên cái, còn cái thân. Thì ở đây chúng ta thấy là không có khác. Nhất thiết sắc, sắc thân. Được một cái định mà tất cả những thành phần của thân, là chúng ta thấy là nó có khác không? Nó không khác. Như vậy một lần nữa để cho chúng ta thấy rằng mình học Đại Thừa, mình liên hệ đến nguyên thủy, để thấy rằng kinh điển Đại Thừa là nó không đánh mất đi là cái nguồn cội là của mình. Phân tích ra như vậy không phải dễ đâu là quý vị. Nếu như mà không nắm được cái tư tưởng kinh tạng Pali, chúng ta không thể đối chiếu, chúng ta không tìm thấy được cái sự liên hệ giữa Đại Thừa và Nguyên Thủy. Như vậy là đây chúng ta thấy rằng cái vị này được cái thiền này, được cái thiền là nhờ quán rằng cái thân gọi là cái thân này là do nhiều yếu tố tạo là tạo nên. Rồi. Và rồi rồi là chúng ta thấy ở trong này có nói này, sợ gì mà được cái thiền này là nhờ kinh pháp, nhờ tụng đọc kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa là chủ trương là chẳng tri kiến. Đó, mà được cái định này là nhờ chẳng tri kiến, là ý nói rằng cái định này là đúng đắn. Còn cái thiền này, cái thiền quán này á, là được soi sáng bởi chẳng là tri kiến. Tất nhiên là cái thiền này là được kinh Pháp Hoa là xác chứng, công nhận. Rồi chúng ta coi cái hành trạng của cái vị Bồ Tát này thế nào này. Từ đốt thân, đốt thân á, và cái vấn đề đốt thân này được xem đây là một sự chân pháp cúng dường là Như Lai. Đốt thân, cái việc mà đốt thân này được xem là một cái chân pháp cúng dường như là Như Lai. Đốt thân đây chúng ta phải nên hiểu theo cái nghĩa bóng. Đốt thân đây chính là phá ngã. Đây, đốt thân đây là phá ngã, hay là phá sắc quẩn, hay là phá đoạn trừ sự chấp thụ vào cái thân. Đó. Đốt thân đây là ý nói rằng là đoạn trừ cái sự chấp thụ vào cái thân hay là sắc quẩn. Và cái việc đốt thân này là nó hơn làm cúng dường
quốc thành và thê tử. À, ở đây là chúng ta thấy vì sao mà nó hơn, vì sao mà đốt thân này á, là cái sự cúng dường này là nó lớn hơn là mang đất nước này, mang vợ con này, châu báu mà đi cúng dường thì không bằng cái này. À, cúng dường cái này không bằng cái này là ý nói cái gì? Ở đây chúng ta biết rằng cái gọi là của ta là từ đâu mà có? Nếu như không có cái ta thì có cái của ta không? À không, đó. Vậy vậy cho nên ở đây chúng ta thấy đây là cái ta này. Đây còn đây là tôi hay là ta? Còn bên này là của, còn của tôi. Đấy không? Đó, còn quý vị phải thấy cái này. Cái của tôi từ đâu mà có? Từ cái tôi. Cái tôi mà không có thì cái của tôi cũng sẽ không, không có. Cho nên cái ý là cái đoạn này là như vậy. Cho nên cái tôi là quan trọng lắm. Cái tôi mà mình phá được rồi thì mấy cái này là tự động là sẽ là bị phá. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái hành trạng của cái vị này nữa. Đốt hai ngón tay. À, đốt hai bàn tay hả? Đốt hai là cánh tay đó. Hai cánh tay này là chỉ cho sự chấp thủ, à, là bám víu. Sự chấp thủ là bám víu. À, bây giờ quý vị biết rằng á, Đức Phật Thích Ca trước đây ngài thường hay dùng cái hình tượng buông xả, thì ngài dùng cái hình tượng nước giọt lá sen. Còn chấp thủ dính mắt á, là ngài dùng cái hình tượng là lấy hòn sỏi quăng vào đống đất sét nhuyễn. Quăng vào là dính, quăng vào là dính. Còn chúng tôi sẽ cho quý vị một cái hình ảnh này này, này. Cái sự chấp thủ. Ví dụ như có một chiếc xe là đang chạy nha. À, một chiếc xe là chuẩn bị chạy, chạy quý vị là níu lại. À, còn quý vị là níu lại, đây cũng là gọi là chấp thủ đây. Chiếc xe là đang chạy, à, đang chạy để nó mô tả rằng sự vật nó đang vô thường là chuyển động. Rồi mình níu lại, có nghĩa là mình chặn lại cái vô trường hay là cái quá trình là khách quan đó. Thì cái sự chấp thủ chúng ta có thể hiểu là như vậy. Nhưng tất nhiên là mình chặn lại, mình không muốn cái quá trình khách quan vô thường là đổi thay. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái vô thường khách quan đó có sinh thì phải có tử. Có sinh thì phải có chết, đó là quá trình là khách quan. Còn chúng sinh á, vô minh, cho nên là bám víu là dừng lại, muốn dừng lại, không muốn chết. Có phải là mình đang muốn chần lại cái quá trình khách quan không? Phải không? Đó, đây cũng là một cái ý gọi là chấp thủ, quý vị có thể ghi vào để giúp cho vấn đề hiểu là Phật Pháp. Rồi thì chúng ta thấy rằng đốt cánh tay xong rồi thì là được hoàn phục. Mà không những vậy rồi mà chúng ta thấy rằng là các cái trời chư thiên đồ là cúng dường. À, là ý nói rằng cái vấn đề phá sự chấp thủ vậy là rất là tốt. Đúng với là chánh pháp. Rồi ở đây giữa này là tương tự là lặp lại. Vị nào mà đốt một ngón tay, một ngón chân là cái công đức đó lớn hơn cúng dường thê tử. À. À. Là cái này là cái ta là nó hơn cái của ta. Tục cái ý là như trên. À. Rồi nếu như tùng thọ trì tùng đọc một cái câu kệ Pháp Hoa thì hơn cúng dường là bạch bảo tam thiên là đại thiên. Tại vì cái câu kệ Pháp Hoa này á, nó liên quan đến tri kiến Phật. À,
Còn cái cúng dường bày tỏ cho tam thiên đại thiên thế giới đây, chúng ta có thể nói rằng là huệ và phước. Hai cái này chúng ta có thể là huệ là thắng phước. Trong cái vấn đề làm công đức hàng ngày thì chúng ta thường đi bố thí này kia, thì cái đó là tạo phước, nó cũng có cái quả báo, thiền báo. Nhưng mà cái trí tuệ là nó trí tuệ thì nó vượt xa. Người mà có trí tuệ là cái công đức người đó nhiều hơn là cái người đi làm phước. Thì trong cái đoạn này là ý nói là như vậy. Và ở đây chúng ta thấy trong cái đoạn này phẩm 23 chữ viên Bồ Tát này là pháp hoa, là nó cao hơn hết. Cái gì nó còn cao khi mà so sánh với các sự vật khác là nó cao. Và trong này chúng ta nên lưu ý là cái chỗ này này, vua của các kinh ở đây, vua của các kinh. Vua của các kinh thì chúng ta đừng nên hiểu theo cái nghĩa đen là kinh Pháp Hoa hay hơn kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa là hay hơn là Trung Bộ Kinh, không phải vậy. Vua của các kinh, Pháp Hoa là vua, vua của các kinh. Còn chúng ta phải lưu ý là cái này nhé, không thôi là hiểu lầm. Khi nói như vậy không có nghĩa rằng kinh Pháp Hoa hay hơn các kinh còn kinh khác, mà chúng ta nên hiểu là như vậy. Kinh là gì? Kinh là gì nào? Kinh là lời nói. Nhé. Lời nói thốt ra từ kim khẩu của Đức Phật, đúng không? Kinh là lời, là lời nói. Mà Pháp Hoa, quý vị biết trong cái phật tựa là Pháp Hoa là gì? Tinh thần của Pháp Hoa là gì? Là tri kiến Phật. Tri kiến Phật là im lặng. Nghe? Cái tri kiến Phật này á, là quý vị thấy trong cái phật tựa đó, Đức Phật không nói một cái lời nào hết. Vì chính cái trạng thái chứng ngộ đó là nó siêu việt là ngôn ngữ. Siêu việt ngôn ngữ là nó hơn là các cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ không thể là diễn tả được. Và rồi chúng ta biết rằng là những cái lời nói, và từ phẩm thứ 2 đến 28 là gì? Là dùng ngôn ngữ, mà phải không? Dùng ngôn ngữ đó là và ngôn ngữ đó chỉ là phương tiện. Đó. Cho nên ở đây chúng ta lời nói đây chỉ là phương tiện. Đó. Còn cái Pháp Hoa là cái phẩm tựa đầu là tri kiến Phật, đây chính là tố cánh. Kinh Pháp Hoa là chủ trương tri kiến Phật, đó là tố cánh. Và vì cái tri kiến Phật cứu cánh này là nó siêu việt ngôn ngữ, là một cái trạng thái mà ngôn ngữ chỉ là tạm thôi, tạm để mà diệt tả. Cho nên ở đây chúng ta thấy nói rằng kinh Pháp Hoa là vua của các kinh là như vậy. Nha. Đó. Rồi. Ở đây nữa, nói thân đằng bằng. Đó. Vị nào mà tụng kinh Pháp Hoa rồi thì là nếu như là kiếp này là thân đàn bà rồi, là kiếp sau không còn thân đàn bà nữa. Thì chúng ta hiểu sao đây? Mình hiểu cái này là sao để cho nó là hợp lý. Tại sao không nói thân đàn ông mà nói thân đàn bà ở đây? Quý vị biết sao không? Đứng về mặt tâm lý á, là cái người nữ á, họ rất là ngắm nghía cái thân của họ. Không biết là quý vị là có hay ngắm nghía không? Hay soi gương không? Soi gương không biết sáng nay mình mặt mày mình như thế nào đây?
Đứng về mặt tâm lý là người nữ là cái người họ quan tâm đến cái thân thể là của họ. À. Người nam cũng có nhưng mà ít lắm. Ừ. Họ là thường không bận tâm về cái chuyện này. Nhưng mà người nữ họ là đặt nặng về cái chuyện này. Trong ngày mà muốn đi ra đường á, là người nữ họ phải chuẩn bị chu đáo lắm. Phải là như gương mặt như thế nào này, rồi phải là kẻ như thế nào, màu sắc gì này. Đó, như vậy là mới tự tin là mới đi ra đường được. Thì cái ý này là như vậy. À, chứ ở đây chúng ta không có nói xấu, ở đây là không có chuyện mà nói xấu. Mà đây là đứng trên góc độ tâm lý, là cái đoạn này, Kinh Pháp Hoa muốn nói rằng là dùng một cái hình tưởng, dùng một cái thực tế trong cuộc sống, là cái người nữ họ thường quan tâm đến cái thân là của họ. Cho nên ở đây á, nói rằng người nào tụng Kinh Pháp Hoa thì kiếp sau sẽ không còn thân nữ nữa, có nghĩa rằng người mà tụng Kinh Pháp Hoa là cái người phá hay là đoạn trừ cái sắc vật. Đó. Không có bám víu vào cái thân thể. Đó. Mà ý nói là như vậy. Chứ không phải là nói xấu đâu. Nha. Ai mà dám nói xấu mấy con. Hả? Đây là cái đoạn này chúng ta phải nên thấy như vậy. Cái đoạn này không phải là Kinh Pháp Hoa nói xấu là nữ giới. À. Mà Kinh Pháp Hoa mượn một cái... À, một cái thực tế trong cuộc sống à, là người nữ người ta thường quan tâm đến cái là thân thể hay là quan tâm đến cái tôi à. Và vì vậy cho nên ở đây nói rằng người nào mà tụng Kinh Pháp Hoa là người đó kiếp sau sẽ không làm thân nữ nữa, nghĩa là ý nói rằng là sẽ không còn bám víu vào cái tôi nữa. Rồi như vậy là cái ý của cái đoạn này là gì? Nói cho nhiều nhưng mà để nhằm đoạn trừ sắc quẩn, đoạn trừ chấp thủ vào sắc quẩn, nghe, đoạn trừ chấp thủ sắc quẩn. Thấy phân tích như vậy có hợp lý không quý vị? Cho Trang vỗ tay coi. Dạ, yeah, thầy Tâm Đức mà giảng Kinh Pháp Hoa hay thế à. Cho Tràng vào tay nữa. Cho sao mình học ở đó. Quý vị thấy rằng đó đó. Khi mà mình hiểu á, tự nhiên con người mình nó vui, nó phấn khởi. Mình học là phải như vậy là quý vị. Mình học là, mình học cái môn gì là cùng thế. Không gì môn Pháp Hoa. Mình học mà mình hiểu á, là mình cảm thấy con người mình là nó vui lắm. Cảm thấy nó có một cái gì đó mà nó đây không phải là vật chất. Mà đây là một cái gì đó nó cái thành quả về là tinh thần. Đây là cái phần thưởng này. Và chính cái này nó đi theo mình kiếp này và qua kiếp khác đó. Thấy không? Chính cái niềm vui này á, nó đi theo mình. Thấy không? Chứ tiền bạc, nhà xe cổ chi nó chỉ đi mình là thời gian thôi. Nhưng mà những cái niềm vui á là nó đi theo mình đó quý vị. Cho nên là trong vấn đề học tập á, làm sao mình phải tìm thấy cái niềm vui. Mà muốn tìm thấy niềm vui thì mình phải hiểu. Đó, mà phải hiểu. Không riêng gì là môn Pali, à, không riêng gì môn Pháp Hoa này, mà môn nào mình học mà mình hiểu á, mình làm bài được là tự nhiên là, nó vui. À. Đó, đó, mình con Phật là mình phải làm sao thấy được cái này. Mình là truyền thừa chánh pháp, là truyền thừa cái niềm vui. Đạo Phật, nói đến đạo Phật là nói đến cái niềm vui. À, chúng ta phải nên nhớ là như vậy. Đạo Phật bằng vui. Vui đây là vui theo cái nghĩa là hạnh phúc á.
Chứ mà mình tu gì đâu mà thấy mặt mày rầu rĩ, buồn rầu, đi không nổi, là vậy không phải là Phật giáo. Phật giáo là phải vui khỏe. Vui khỏe là vì sao? Vì khi cái tâm mình vui á, là sức đề kháng mình là mình có. Cái tâm nó tác động là trở lại là cái thân. Đó là đại học là Harvard là của Mỹ là nói đó. Bệnh tật nguồn gốc của nó là stress. Mà stress á, lại là bị đoạn diệt bởi thiền. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là thiền như lần trước chúng ta phân tích đó, thiền chính là chánh pháp trong cái lời mà di chúc lại của Đức Phật Thích Ca ngay trước khi ngài là nhập diệt. Rồi như vậy chúng ta qua một cái phòng khác.